báo cáo thì tổ chức cái cuộc họp hôm nay thì cái nội dung thì giữa ban dân ốc Dùng Lớn thì có kết hợp với cái điểm mỗi chữ thập đỏ của yêu thương giao thông ấp Dùng Lớn, thì hôm nay thì cái biên bản cuộc họp hôm nay thì để tiến hành khảo sát. Thì hình thức khảo sát hôm nay thì cái đầu thi công là cái điểm trợ cái đường này thì đi đo khảo sát thì tiến hành xây dựng đổ cột, thì theo cái nội dung biên bản ghi nhớ đã thông qua thảo luận sớm giờ thì những cái nội dung trong biên bản thì ban dân ốc thì cũng thống nhất những cái nội dung, thì cũng sau này thì cũng xem cái công trình này là cũng như là cái tài sản của ban dân ốc của nhân dân, thì sau này cũng sẽ vận động bà con là cố gắng sẽ bảo vệ cái tài sản chung. Thì xin hứa với điểm chữ thập đỏ thì trong đó là tên là cha thường chủ công, tức là cái lượng động nằm đường vương. Thì hôm nay cũng là họp các thành viên để khảo sát đường này để tiến hành cũng như là thi công. Thì những cái phản mà cái bản riêng tôi cũng không nhất, cái bài phản rất rõ ràng. Thì cái ngày thi công thì trong đó là cái sau khi tàu làm tỉnh rồi cũng như là cái cầu giao để đặt xã tốc độ tôi là được tay lên từ ban mới vận tải được cao tính được chỉ là chấp hành và công nhân của họ là những tất cả này là bộ phận coi như là chất quyền thấp thì đã là tu bổ và công nhân thì tâm tư bản thì cái đó là rất là hay. Một lần nữa thì cũng là cảm ơn với nhà tài trợ chẳng là coi như là phần con đường này, con đường này là góp phần cái là sáng sinh đẹp đẹp của ấp nhằm là cũng như là xây dựng cái xã cái ấp mà nông thôn mới. Thì một lần nữa thì cũng là thay mặt coi như là ban ấp thì cũng cảm ơn với một phường cũng là toàn bộ là coi như là đây này. Trước hết thì tám chào chính quyền ấp Dùng Lớn, chào linh mục và chào tất cả trong cái đoàn chúng ta đi bữa nay đi khảo sát. Thì sau khi tám đại diện trong cái điểm bài vở Dùng Lớn thì được qua cái đơn của ấp và để với bà con để đơn lên để là nhu cầu là cái phần hỗ trợ cũng như là phối hợp với nhau để làm cái đường thắp sáng thì cái gì thế. Thì bữa nay thì chúng ta cũng thấy được là nó kết hợp giữa chặt chẽ giữa chính quyền và cái đại diện điểm chữ thập đỏ, cái tình yêu thương thì để thắp sáng cái đường điện cho bà con nhân dân chúng ta nó có thuận lợi là trên cái đoạn đường là sáng là sạch đẹp. Nhìn thấy bữa nay cái đoàn chúng ta đến đây để là đến là để mở một cuộc họp để cùng nhau thống nhất trao đổi thống nhất với nhau để tiến hành là ngày khởi công đi là đo cái đoạn đường là dài trong ấp để chúng ta tiến hành là khởi công làm cho cái đường này sáng thành đẹp. Thì không phải nói cái sự nhất là trọng tâm nhất là ấp đã đưa ra cái sự chương trình và sau là cộng lại là coi như đây là cái chủ công là linh mục của Nhân Tường và cái đại diện là tám đại diện là điểm đường đó cùng các cộng sự chúng ta để là thống nhất nhau để làm một con đường cho bà con nó được rất tốt. Thì sau cùng muốn là không gì để chúc là sức khỏe tất cả chúng ta tiến hành làm cho con đường được là sáng xanh được tốt. Thì một cái là cuối cùng nó cũng cảm ơn cái các nhà tài trợ nhất là ở ngoài nước ngoài chung là phải thật thì để hỗ trợ cái phần mà lấy là kinh phí gì cho là hỗ trợ cái đấy này cũng là rất là chân thành cảm ơn đại diện. Thì sau cùng sức khỏe tất cả được thành đạt trong công việc của chúng ta đang làm. Kính thưa ông trưởng ban nhân dân ấp, kính thưa chúng năm,
là trưởng ban công tác mặt trận ấp. Kính thưa anh Tám, đại diện điểm chữ thập đỏ Cần Thơ, các anh em đang có mặt ở đây, những người đã từng giàu sinh ra tử với điểm chữ thập đỏ, cách mạnh hơn là giàu sinh ra tử với thập đỏ. Thì hôm nay mình có mặt ở đây để trước hết là để mình cảm ơn chính quyền địa phương đã nhớ đến ba điểm. Điểm thứ nhất là nhớ đến những người nghèo, nhớ đến những người già, mà tạo điều kiện cho ấp trong ấp có một điểm chữ thập đỏ để cứu người già, cứu người nghèo, cứu người già, và giúp cho những người già thắp sáng con đường để họ lỡ mà họ có đi đêm đi khuya họ có thấy đường đi. Điểm thứ hai là mình cảm ơn chính quyền ban ấp là đã yêu thương tất cả mọi người, mà cái yêu thương đó cụ thể nói lên là ngay cái cuộc họp hôm nay anh em đã tổ chức cuộc họp để làm rõ cái vấn đề làm đại đường, và hàng tháng hàng ngày anh em sẽ có mặt tại đường đó để mà anh em giúp cho bảo vệ sức khỏe của bà con trong ấp. Điểm thứ ba mình cảm ơn anh em ở chỗ là anh em đã tận tụy sau khi làm con đường, anh em chính quyền trong ấp sẽ là những người bảo vệ làn đường rất là tốt lành. Đó là ba điểm mình cảm ơn anh em. Thực ra mình ủng hộ cái công việc thắp sáng con đường này là mình cũng nhớ về mình là một người con trong ấp này lớn. Thì đương nhiên nhà dân chắc dân học có nói rõ ràng là quê hương nếu ai không nhớ thì sao? Sẽ không lớn nổi thành người. Vậy thì mình nói theo cái kiểu ngoài đời là quê hương nếu ai không nhớ sẽ không lớn nổi thành người. Vậy thì bây giờ ông Cát Tường ổng đang làm điều đó. Thế thì bây giờ mấy ông là không lẽ mấy ông đọc lại, không lẽ mấy ông tài cán gì hơn mà mấy ông không làm được điều này? Thế nè, vậy nếu mấy ông không làm được điều này thì mấy ông có lớn nổi thành người không? Còn ba ông này đang làm điều đó đó. Ba cái ông chính quyền này đang làm điều đó, tức là người ta sẵn sàng, người ta quyết định để cho thắp sáng con đường là ta đang làm điều đó. Còn cha với những anh em này phải cố gắng đu, gọi là vũ đuôi mấy anh này để mình được lớn nổi thành người. Còn nếu mà nói theo đạo Chúa, vì cha là linh mục, nói theo đạo Chúa thì Chúa Giêsu trở về quê hương để mà phụng sự cho quê hương của mình, thì cha cũng là linh mục trở về quê hương để phụng sự cho quê hương của mình. Cho nên trong chuyện này chúng ta cảm ơn nha, và chúng ta nhớ rằng là mình phụng sự cho quê hương của mình, đất nước của mình, dân tộc của mình, những người mà mình đã từng đau khổ bệnh tật họ đến giúp mình. Bây giờ mình không giúp họ được gì nữa hết, mình chỉ giúp họ được điều này, đó là cái bổn phận mình phải đáng làm. Vậy trong quá trình mà dựng cột đèn hay là những cái công việc gì nặng nề trong cái chuyện mà xây dựng cột đèn, anh em sẵn sàng nhé, dân nè, thiện nè, với anh Sơn nhé, phụ trợ lý học kia phụ phòng nhé. Thì có gì anh Tám cũng kêu gọi thêm mạnh phụ cái lực lượng đi, rút được hen đó ha, để mình dựng lên một ngày cho nó xong, để đâu giờ đó. Thôi thì cuối cùng là con cảm ơn chú Năm, là chú Năm giống như là trưởng làng trong này, trưởng làng trong cái làng này cũng là cái người mà người lớn trong làng, và người có chức vụ lớn, và là người đã từng như là đảm trách nhiệm vụ là coi sóc dân từ tiếp quản tới giờ đó chú Năm, từ tiếp quản tới giờ là bốn mấy năm rồi. Cho nên chú Năm, cái lòng thương dân của chú Năm lớn lắm, mà tới nay cái tình thương nó mới được phát sáng, chú Năm có thấy đúng vậy không? Tới nay cái tình thương nó mới được phát sáng. Dạ, mày. Thôi thì con mừng cho chú Năm, mừng cho tất cả những anh em đang có mặt ở đây. Để cuối cùng còn chúc chính quyền địa phương và tất cả mọi người chúng ta hãy quyết chí để thành công công việc này. Để xin chú ban phước lành cho tất cả mọi người nha. Ok.
trên đồng, quê hương là con đò nhỏ êm đềm của nước ven sông. Quê hương là cầu tre nhỏ, mẹ về non lá nghiêng tre. Quê hương là đêm trăng tỏ, hoa câu rụng trắng ngoài thềm. Như vậy là cái chương trình thắp sáng quê hương, con gọi là thắp sáng quê hương cho nó nghe nó hay hơn. Thắp sáng quê hương của mình là bằng cách là làm đèn đường, thì hôm nay mình đã thành công rồi. Bây giờ con mong rằng cái công trình này nó sẽ được tồn tại vĩnh cửu. Mình nói vĩnh cửu theo kiểu mình chết là được rồi, mình còn sống thì mình bảo vệ nó, đến khi mình chết mình giao lại cho con cháu. Thì tụi con đã làm những gì tụi con có thể làm được, còn phần còn lại là chú Năm, là chính quyền địa phương, chú Năm sẽ hỗ trợ để cho bà con mình có con đường thắp sáng ha. Đó là cái mà chúng con đã quyết tâm làm với chú Năm này. Mọi người chúng ta hãy chung tay, chúng ta làm tốt một phần của mình. Có thể chú Năm nói vài lời tại chỗ này để chúng con an tâm hơn để chúng con làm việc. Chính thưa Minh Ngọc rồi, các anh em cộng sự là bữa nay, bữa nay là đúng là bữa nay là cái xử lý là bốn mươi mấy năm mà giải phóng, mà thực tế là bữa nay mới đi vào lịch sử thắp sáng đèn đường của ấp Dùng Lớn. Mà nãy trong cái biên bản tôi có nói rồi, tức là cái họp trụ sở, tức là lịch sử này là cộng sự là chưa thập đỏ điểm ấp Dùng Lớn yêu thương như không chủ công, tức là nhà tường cộng được các nhà thờ nước ngoài. Thì hồi nãy trong cái hội trường trụ sở đã có nói rồi, là bữa nay giác này đây, thì cái mốc lịch sử tức là bữa nay giác này 9 giờ ngày 31 tháng 3, thì cái đầu tiên của là giáp ranh với cái Mỹ Long Bắc, cái mốc đầu tiên tức là một đo để là thi công đoạn đường này. Thì cũng như ý cũng là Linh Mục Thường nói, thì cái đường điện này thắp sáng này cũng là vĩnh cửu, thì bổn phận coi như là trong ban chính quyền thì thằng này cũng là ráng cố gắng làm sao tu bộ, mặc dầu là có những cái là khởi công rồi, sau khi mà thắp cháy rồi, thắp sáng cháy rồi, thì thời gian đó thì riêng cũng là theo dõi cũng là tu bổ cho là coi như là thắp sáng mãi mãi đó. Đấy, vậy đó. Thêm một lần nữa thì không biết nói gì hơn, thì kính chúc là Linh Mục Tường, nhà thầy tợ chính ở nước ngoài, nhớ về phương cộng sự cái đường điện này. Thì một lần nữa là không biết nói gì nữa, thì chúc nhà thầy tợ chính ha, đẹp trai khỏe, đang có cái sức mà lo dài nữa. Rồi, quê hương là cầu tre nhỏ, mẹ về non lá nghiêng tre. Quê hương là đêm trăng tỏ, hoa câu rụng trắng ngoài thềm. Thank you.
nhớ sẽ không lớn nói thành người. Quê hương nếu ai không nhớ sẽ không lớn nói thành người. Cùng tất cả những anh em đang có mặt ở đây, đặc biệt là ông anh Tám đại diện điểm Hội Chữ Thập Đỏ, thì coi như hôm nay là cái điều mà con mừng nhất, đó là sau 40 năm con ra đời, 43 năm con ra đời, thì bây giờ là con đường thắp sáng, mà ngày chú vào đảng là ngày con mới đẻ. Thì hôm nay là con được 43 tuổi, chú được 43 năm gìn giữ con là 43 năm, nếu như chú Năm cũng gìn giữ con 43 năm, thì hôm nay là tụi con đền đáp lại công ơn cho chú là thắp sáng quê hương cho quê hương nhà mình. Thì đó là những cái tâm tình gửi đến chú là đền đáp cái công ơn mà chú gìn giữ con là một công dân quá cùng lớn. Chú là trưởng ấp khi mà con được trẻ ra, thì hôm nay con 43 năm chú còn làm trưởng ấp, thì chúng con muốn làm một cái điều này để trả ơn cho chú Năm. Đó là cái lòng thành là nói như vậy. Cái thứ hai nữa là con mong rằng là tất cả những anh em như con ở trong chòm xóm láng giềng, họ sẽ có được những cái tư tưởng này để trả ơn cho những người lớn đi trước họ gìn giữ mình. Con không nói về mặt thiêng liêng, con nói về mặt con người thôi. Thì bây giờ nói về mặt thiêng liêng thì trời đất thần thánh chúa bà Phật tổ gìn giữ con như vậy, thì con còn khỏe tới ngày hôm nay để con làm được những điều này, con rất là mừng. Cũng cầu xin cộng đồng mạng hiểu được lòng thành của tất cả chúng ta để họ ủng hộ chúng ta làm cho nó tròn hảo, con đường này cho tốt. Thì nói như thế là để nói với anh em là thì anh em cũng được người lớn gìn giữ mình. Ở đây mình không cần nói là chính quyền hay là ai cả, mình chỉ nói đây là những người lớn gìn giữ mình thôi. Chú Năm đồng ý không? Trong làng, trong xã, trong xóm, trong thôn phải có một người lớn đứng ra để mà bảo vệ mình, chứ mình đừng có nói là chính quyền mình khó chịu hay là bên quốc gia mình khó chịu, mình dẹp hết. Mình là người là đẻ ra là hòa bình mà. Mình là tình yêu em như sông biển rộng thôi, tình yêu em như lúa ngoài đồng, tình yêu em tát cạn biển đông. Cho nên cha muốn nói một điều là cha không phải cảm ơn gì ông trưởng ấp, mà cha cảm ơn vì 43 năm ổng làm ổng nhiệm vụ, ổng giữ cái chòm xóm này, ổng bảo vệ cha tới ngày hôm nay, thì cha làm điều gì đó là cho ổng. Thì đây là tấm gương của cha, thì mọi người hãy theo tấm gương này mà mình sống ha. Thì cha nghĩ rằng tụi con sẽ thành công, tại vì tụi con sẽ làm được điều này, tại vì tụi con chưa có ai mớm mồi cho mình cái tư tưởng này, phải không nè. Khi mà có người mớm mồi làm gương rồi thì cha nhất định tụi con sẽ làm được điều này. Thì những cái con nói với chú Năm vậy ha. Xin hết ha. Anh Tám có nói gì không? Thôi tiếp lời Linh Mục Tường. Hồi nãy là cái điểm đầu là đầu tiên là tôi cũng nói nhiều vấn đề đó. Thì bây giờ tôi nói là coi như thêm cộng đồng mạng thì chắc có lẽ là coi như là cái lịch sử là sao. Thí dụ đầu tiên 43 năm rồi thì dân đồng lớn, nói chung là anh Kim đặc biệt từng lớn được con lộ là coi như là cái nông thôn mới đó, lộ nhựa đó. Thì cái đó là coi như là cái tiêu chí, cái đó là nhà nước phải làm rồi. Cái thứ hai nữa thì cái này cũng nằm tiêu trong tiêu chí là nông thôn mới, tức là sáng xanh sạch đẹp. Sáng đầu tiên đó, mà cái này là coi như là nhân dân cùng với nhà nước cùng làm. Thì hồi nãy là tôi cũng phát huy rồi, cái Linh Mục Tường nhà tài trợ chính trong này là con người cũng kêu gọi trong nước và ngoài nước ủng hộ cái vấn đề này. Cơ bản hai vấn đề mà để là dân dùng lớn hoặc là các nơi nghe thấy dịch mình á, dịch mình là sao, coi như là cái này là
chữ đọc đỏ yêu thương giao thông hoàn chỉnh rồi thì trong vòng 3 năm thì tiếp tục là cái đọc đỏ phát triển thôi thao luôn hiện tại hai mặt không biết nữa hơn một lần nữa thì cảm ơn là Linh Mục Cường cộng sự đây giúp đỡ rộng lớn mà được là con tốt đẹp này mà như ý cả từ nào có nói thì quê hương trùng thấy ngọt mà sanh ra ở đây thì trở về đây thì cuối cùng cũng là không biết nói gì hơn. Hôm nay rất vui quá thì mốc lịch sử mà thì đến đây thì bây giờ lại cũng chúc là Linh Mục Cường cũng là ráng khỏe để tiếp tục là con đường nữa là cũng là giúp là đời giúp quê hương giúp là nhiều cái công trình hay hơn nữa phải không? Dạ. Thì sau này anh con tẻ ra lộ cái dầu con đường ấy cũng thấp còn còn dài dài nữa. Thôi thì sau rồi chúc coi như là thầu rồi anh đắng mà công trình này tâm. Thiên Chúa là tình yêu. Nơi nào có tình yêu thương là ở đó có Thiên Chúa ngự trị.